Nguyên Vũ rất vui mừng gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa thứ 5 với đêm thi thứ 2 vòng thi đầu tiên này. Chủ đề ca sĩ Phi Nhung. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Chess Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị và các bạn, như Nguyên Vũ có nói ở đêm thi đầu tiên, với một con đường ca hát đến nay đã gần 30 năm, ca sĩ Phi Nhung đã ghi dấu ấn tên tuổi của mình với nhiều ca khúc nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình. Và con đường ấy vẫn đang nối dài với nhiều bài hát mới. Hầu như mỗi năm, ca sĩ Phi Nhung đều có những ca khúc, những MV mới với nhiều hóa thân rất là phong phú, chịu khó tìm tòi những điều mới lạ cho bản thân mình. Hôm nay, đến với Hãy Nghe Tôi Hát, ca sĩ Phi Nhung sẽ gửi tặng cho chúng ta một món quà âm nhạc, đó là một ca khúc hoàn toàn mới, bài hát được mang tên Dạ Lỡ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bước vào đêm thi hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của đêm thi đầu tiên nhé. Trong đêm thi đầu tiên, chủ đề ca sĩ Phi Nhung, một không gian âm nhạc đậm chất Nam Bộ đã được tái hiện với phần trình diễn của Tuấn Hoàng, Thái Bảo và Humbido. Trong đêm thi thứ hai, với những phong cách âm nhạc rất khác nhau, hãy cùng xem Như Thùy, Đoàn Tuấn và Rina Ngọc Nữ sẽ tranh tài như thế nào để chinh phục các giám khảo và khán giả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa chúng ta hãy cùng chào đón ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo xuyên suốt chương trình, danh ca Thái Châu. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo chủ đề, ca sĩ Phi Nhung. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo khách mời, ca sĩ Quốc Đại. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tranh tài của các ca sĩ. Chúng ta sẽ được thấy chân dung âm nhạc rất phong phú của ca sĩ Phi Nhung. Từ những bài hát bolero cho đến các bài hát âm hưởng dân ca hoặc là những bài hát ballad sâu lắng. Tất cả đều có dấu ấn của ca sĩ Phi Nhung sẽ được các ca sĩ trẻ làm mới lại đầy sáng tạo. Mở đầu đêm thi ngày hôm nay sẽ là một bài hát rất nổi tiếng với chất liệu âm nhạc miền Thượng Du, bài hát Chiều Lên Bản Thượng. Trong bài hát này, quý vị sẽ thấy lại bóng dáng của ca sĩ Phi Nhung, một cô gái Pleiku. Và người dám chọn ca khúc này để tranh tài là một nữ ca sĩ cũng rất cá tính. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ ca sĩ Như Thùy. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Như Thùy. Thì Như Thùy hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa thứ 5. Nhắc đến chị Phi Nhung thì chắc chắn là cả một bầu trời tuổi thơ của mình rồi. Mình nghe rất là nhiều bài, chẳng hạn như là Áo Mới Cà Mau nè, Bông Điên Điển nè, Lấy Chồng Xứ Lạ nè, rất là nhiều luôn á. Thì rất là ấn tượng bởi vì cái giọng của chị Phi Nhung rất đặc biệt. Có nghĩa là mình nghe là mình có thể nhận ra liền, không có lẫn vào đâu được hết. Đến với đêm thi chủ đề của chị Phi Nhung ngày hôm nay á, thì Thùy quyết tâm chọn cái bài Chiều Lên Bản Thượng. Đây là khi nghe chủ đề là Thùy đã chọn bài này ngay luôn, là phải đăng ký liền, sợ người ta giành mất. Từ hồi nhỏ đó, khi mà mình ba mẹ ông bà hay dẫn mình đi đám cưới á, thì có một cái đám cưới của gia đình mà họ hàng tất cả mọi người đều nói là Thùy ơi lên hát Chiều Lên Bản Thượng đi, Thùy ơi, Thùy ơi. Rồi quyết tâm lên hát bài đó và mọi người vỗ tay rất nhiều. Cho nên là ngày hôm nay Thùy quyết định chọn bài này tặng cho gia đình cũng như là họ hàng của mình thêm một lần nữa. Cái thứ hai là muốn chinh phục chị Phi Nhung. Mong là chị Phi Nhung cũng như là ban giám khảo và tất cả khán giả sẽ thích phần thi của Thùy. Theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ngoa trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát của mường nương trên rừng chiều bao lá, qua suối đồi khe lá. Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu, nghe gửi bao niềm thương yêu
lan rừng xanh bên thác uốn quanh. Rừng ấy vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nào nghe đời tôi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Khói sang vương đồi núi lan trong màn sương, thấm thoáng trong làn khói bóng ai dừng chân thắm thiết câu mộng mơ. Ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như du lòng ai, nhớ giang ai ngồi đây khi chiều nào quay tớ bên bàn xưa đợi chờ. Phải dựng vậy đẹp mới học đụng bài Phi Nhung. Trong màn sương thấm thoáng trong làn khói bóng ai dừng chân thắm thiết câu mộng mơ. Ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như du lòng ai, nhớ giang ai ngồi đây khi chiều nào quay tớ bên bàn xưa đợi chờ. Nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quay tớ bên bàn xưa đợi chờ. Chiều lên bảng thượng thì sân khấu màu sắc rất là đẹp, có những đoạn anh phải nhắm mắt lại để nghe, không phải là chìm đắm vô là mình không có lo nghe ca sĩ nữa làm sao. Ở cái bản phối này anh cũng thích luôn, nó cũng khác và hiệu quả, hợp với em và em biết em đang làm gì trên sân khấu và em hòa mình hoàn toàn vô ca khúc này. Anh chúc mừng em đã có một tiết mục thật là tốt. Bây giờ phiên bản này có đụng hàng không? Dạ không. Không đụng hàng. Không đụng hàng không? Chắc chắn phải không? Chắc. Không về đụng. À, xin chào và chúc mừng phiên bản chiều lên. Nhẹ thôi, bản làm thượng. Cái gì mà điệu dữ vậy? Đời mới quá ha. Hát rất là tốt, hòa âm cũng rất là hay, mới mẻ ha. Rất là riêng biệt cho em và tôi nghĩ là qua cái chương trình Hãy Nghe Tôi Hát với lại cái phiên bản chiều lên bản thượng này, em sẽ ghi một cái dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Chúc mừng em cứ thế như thế này mà tiến lên nữa. Dạ, không biết nói thì sao, nhưng mà dù sao đi nữa chị cũng cảm ơn em, cảm ơn đạo diễn nè, vũ đoàn nè, đã tạo dựng lên một cái tác phẩm rất là đẹp và rất là lạ, tiết mục rất là dễ thương, phá cách nhưng mà phá cách nó dễ thương. Và cái tiếng hát của em cũng rất là hay, cho chị lại một cái năng lượng, cho chị cảm giác được là đây là những nhạc phẩm của Phi Nhung mà các bạn đã nâng niu. Nên chị rất là thích và rất là cảm ơn em đã cho chị một cái phiên bản mới như vậy. Mong là khán giả sẽ giống như chị, yêu thích cái bài hát này của em. Bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời số điểm từ phía ca sĩ Quốc Đại. Nhắm mắt, lắng nghe. Và số điểm là mời! Chúc mừng Như Thùy!
Còn người mở mắt chừng chừng để xem toàn bộ tiết mục sẽ là số điểm như thế nào? Chúc mừng Như Thùy. Chúng ta sẽ đến với số điểm của ca sĩ Phi Nhung ở cuối vòng thi. Xin chúc mừng Như Thùy nhé, 2 điểm 10. Ngay sau đây sẽ là phần trình diễn tiếp theo, xin mời. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất nổi tiếng thập niên 90. Nguyên Vũ còn nhớ là hồi đó có rất nhiều ca sĩ thích thu âm bài hát này lắm. Vì thế có rất nhiều người ngạc nhiên khi ca sĩ Phi Nhung thể hiện bài hát này theo một cách rất riêng của chị. Vậy hôm nay thí sinh sẽ mang cái riêng của mình như thế nào đến với bài hát đã quá nổi tiếng? Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Xin Làm Người Hát Trong với phần dự thi của ca sĩ Đoàn Tuấn. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát đêm nhạc Phi Nhung. Đến với đêm nhạc lần này thì Tuấn lựa chọn ca khúc Xin Làm Người Hát Rong. Bởi vì hồi nhỏ tới lớn Tuấn nghe rất nhiều nhạc của chị Phi Nhung. Phải nói là từ lần đầu tiên mình nghe nhạc của chị Phi Nhung á, cái cảm giác đầu tiên hết là một giọng hát rất là cao, trong trẻo và truyền cảm. Và vô tình mình nghe đến bài Xin Làm Người Hát Rong á, tự nhiên cái từ ngữ ca từ của ca khúc nó ám ảnh vô trong đầu mình, nó gây cho mình một cái cảm xúc rất là mãnh liệt, cho nên mình quyết định chọn ca khúc này cho đêm thi ngày hôm nay. Và mình rất mong nhận được sự hưởng ứng và đồng tình của các giám khảo. Xong, chỉ mong đời không chê trách, chỉ mong chuyến xe muộn màng không dừng sớm khi đang dòng chơi. Cuốn đời xin làm người đến sau để nghe niềm đau phía trước, tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoang đường. Thôi đành đi về lại quê xưa, thôi đành đi về dòng sông đó. Dù bao năm trên phiêu lãng quên quay về, từ bao năm em như mãi ngủ mê, như mây chiều để cơn gió đưa. Dù trăm năm ai quên lũy che làng, dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru, tiếng ru hơi ngày xưa. Kiếp này xin làm người hát dòng để cho tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc không còn đến trong đêm hoa đăng. Sẽ còn câu chuyện người hát dòng còn nghe ngày sau kế tiếp, tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người. Niềm đau phía trước, tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững
trên cây hoang đường. Thôi đành đi về lại quê xưa, thôi đành đi về dòng sông đó. Dù bao năm chân phiêu lãng quên quay về, từ bao năm em như mãi ngủ mê, như mây chiều để cơn gió đưa. Dù trăm năm ai quên lũy che làng, dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru. Tiếng ru hời ngày xưa. Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về, từ bao năm em như mãi ngủ mê. Dù trăm năm ai quên lũy che làng, dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru. Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về, từ bao năm em như mãi ngủ mê. Dù trăm năm ai quên lũy che làng, dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ. Đây là cái chủ đề của chị, nhưng mà chị rất là ngạc nhiên khi mà ban tổ chức đã chọn cái bài Xin làm người hát rong để cho thí sinh. Tại vì thật sự ra là cái bài Xin làm người hát rong nó không thuộc về giọng hát của chị, nhưng tại sao chị hát là lúc đó chị đang ở Mỹ, chị nghe được các anh chị em bên Việt Nam hát cái bài này rất là hay. Nó làm cho chị nghe cái bài hát này, nó làm cho chị khóc. Tại sao chị hát cho bằng được cái bài Xin làm người hát rong? Là tại vì chị cũng nghĩ một ngày nào đó mình không có đi hát được, mình có thể tự nhiên mình hát, ngồi mình hát ở ngoài đường như thế nào mình không biết được. Thế là chị phải bắt buộc chị học, học cho bằng được. Và chị nhờ nhạc sĩ Nhật Trung, ảnh từ Việt Nam mới qua, và ảnh hòa âm rất là hay, hay vô cùng. Thế là ảnh chỉ cho chị từng chữ từng câu, chị mới hát được cái bài hát. Chị hát cho bằng được. Chị hát là hát từ trong cái trái tim chị hát ra. Chị không cần biết ai cho là không phải dòng nhạc của chị hay là cái gì đó. Và hôm nay không ngờ là em đã hát lại. Phải nói là em quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Em hát giọng bè luôn nữa. Nó rất là lạ mà nó rất là hay, mà nó làm cho chị nhớ lại. Chị ráng kèm nén chứ không là chị đã khóc rồi. Chị cảm ơn em rất rất là nhiều. Chị thật sự chúc em, và mong rằng đi diễn ở đâu sẽ thấy có cái tên của em trên sân khấu cùng với chị. Dạ, cảm ơn chị. Một lần nữa chúc mừng em. Em hát bài này rất là tốt. Và cái cách xử lý bài của em nó cũng khác so với nhiều phiên bản anh đã từng nghe. Bởi vì đây là một ca khúc mà anh cũng rất là thích. Và phần dàn dựng hôm nay cũng rất là tuyệt vời, tạo cho anh một cái cảm xúc rây rứt dữ lắm về cái thân phận của mình. Làm nghề thì ai cũng muốn đạt được cái đỉnh vinh quang, nhưng mà cái số lượng mà lên đỉnh vinh quang thì nó không nhiều. Mỗi người đều phải chấp nhận cái số phận của mình. Dĩ nhiên là luôn luôn cố gắng vươn lên rồi, nhưng có những cái thì nó sẽ không được như ý muốn. Chúc mừng em đã có một tiết mục thật là tốt và chạm được vô trái tim của anh. Bất cứ một bài hát nào ta đã gánh vác rồi đó, là phải trọn tình yêu với cái bài hát đó. Thực sự yêu bài hát đó thì chúng ta sẽ có kết quả tốt. Thì quả là cái bài hát em tự làm khó bản thân rất là nhiều đấy. Em thử thách rất là nhiều đấy. Lên bao nhiêu lần. Nhưng mà thử thách như thế thì những cái nốt nó phải cho nó chắc chắn. Rồi cái coda cũng vậy, cái nốt mà lên giả thanh đó, nó phải sáng lên. Nha. Anh cũng rất thích cái bài hát này, anh thích lắm.
Lúc mà anh xa xứ, anh cũng nghe các em ở Việt Nam hát bài hát này và rất thích. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Số điểm của ca sĩ Quốc Đại. Mời. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây sẽ là một bài hát bolero kinh điển. Vâng, cần phải như thế thì mới trọn vẹn một đêm nhạc chủ đề ca sĩ Phi Nhung đúng không ạ? Nhưng chưa hết, thí sinh cuối cùng ngày hôm nay, Nguyên Vũ tin rằng khi cô ấy bước ra sẽ khiến cho khán giả rất bất ngờ, từ hình ảnh cho đến tiếng hát. Và Nguyên Vũ cũng tin luôn là giám khảo chủ đề ca sĩ Phi Nhung sẽ thấy rất nhiều sự đồng cảm, sự tương đồng của chính mình với thí sinh này. Tại sao Nguyên Vũ lại tự tin như vậy? Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ ca sĩ Tina Ngọc Nữ. Tina xin gửi lời chào đến mọi người. Tina Ngọc Nữ sinh ra Canada, là người Việt lai Pháp. Và Tina là một fan rất là lớn của chị ca sĩ Phi Nhung. Từ nhỏ Tina ở nước ngoài và gia đình Tina ai cũng rất là thích yêu âm nhạc bolero và nghe chị Phi Nhung hát rất là nhiều. Và ấn tượng của Tina là chị Phi Nhung là một người rất là đẹp và hát rất là truyền cảm. Tina chọn cái bài hát Tội Tình này là vì Tina nghĩ rằng là đây là tâm trạng của nhiều người phụ nữ, và đây giống như là được chia sẻ lên cái cảm xúc của người phụ nữ khi nói về tình yêu. Đời không có tuồng, đời mất vui. Tuồng chưa trải đời, tuồng chưa tới. Nhưng đời như tuồng thì đau lắm. Bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi, để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm? Buồn lên mấy nếu hẹn hò, anh biết không? Lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình, ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm. Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược? Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bao trong nỗi đau vui, em chợt biết rằng tội em nghèo sơ trái mỏng tơi, mà treo cao vướng sợi tình rồi, nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn. Mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về, em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi, đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nao nguôi. Thank you.
tôi xa em, nhưng không như những gì em nghĩ. Tôi rời đi để được yêu em suốt kiếp. Trong bơ vơ, trong nỗi đau vui, em chợt biết rằng tội em nghèo sơ trái mộng tơi, mà trèo cao vướng sợi tình rồi, nên té giữa đời ôm trái sầu muôn đơn côi. Em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về, em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi, đến đêm hiu hắt sâu ngơ ngân buồn, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nao nguôi. Nay anh bỏ ra đi, đến đêm hiu hắt sâu ngơ ngân buồn, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nao nguôi. Tiên Hoa Ngọc Nữ, bạn là một cô gái dù sống ở nước ngoài nhưng mà bạn vẫn muốn hóa thân vào những cái gì đó, một cái hồn dân tộc, và rất là khó khi mà hóa thân vào một cô đào hát bội như vậy. Chúc mừng bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Sống ở nước ngoài từ nhỏ mà nói tiếng Việt như thế này là cũng khá lắm rồi, hát cũng rõ lời. Thì anh thấy đó, cái bài hát này cái quãng nó cũng rộng, phải chọn một cái tông để nó dung hòa giữa cái nốt cao và thấp. Hóa thân như thế này rất là đẹp và động tác cũng rất là thoải mái tự nhiên nha. Cảm ơn Tina. Nhung xin chào Tina Ngọc Nữ. Chào chị Phi Nhung. Em hát về thể loại nhạc nào? Em hát nhạc tiếng Anh với nhạc bolero. Hèn chi là nó có cái giọng rất là ngọt. Chị cũng cảm ơn Tina đã hoàn thành một cái bài hát mà chị đã từng hát. Em đã làm cho chị rất là xúc động. Chị cảm ơn cái phần dàn dựng kiểu mà hát bội đó rất là hay, và cách em diễn xuất nó nhập vai vô cùng, em thả hồn theo cái bài hát rất là chuẩn luôn. Đó là em đang diễn xuất, thật sự chị rất là khâm phục và rất là thích. Còn nói về giọng hát thì chị nghĩ là em phải trau dồi nhiều hơn nữa, nhưng mà ở đây thì chị rất là thích cái màn của em vô cùng. Em yêu nghề với một cái cách là em bỏ hết tâm huyết của em. Không phải đơn giản mà em vũ đạo như vậy được đâu. Phải nói là hơn chị nhiều lắm luôn đó. Chị nói thật, chị rất là thích. Cảm ơn em rất nhiều. Chị mong rằng là em sẽ thành công. Cảm ơn chị. Anh thì anh hoàn toàn đồng ý với Phi Nhung. Khi mà anh xem tiết mục, em tập trung vào cái phần phát âm cho nó đúng, và em hát rất đúng. Nhưng nó lại thiếu đi cái cảm xúc, thiếu đi cảm xúc trong cái lời ca của mình. Còn mọi thứ em diễn rất là tốt, chỉ có thiếu cái cảm xúc trong giọng ca. Mà anh nghĩ rằng nếu như mà em có thời gian nữa, em có thêm thời gian thì em tập trung với cảm xúc vô cái lời ca, để mà khi mà em đã tự tin vô cái phát âm của mình rồi thì em sẽ thoải mái thả cảm xúc vô nữa. Dạ em hiểu. Thành ra khi mà em bước vào chương trình Hãy Nghe Tôi Hát này thì anh nghĩ là em phải nỗ lực gấp đôi các bạn nữa. Cố gắng lên nha. Chứ mà về diễn xuất hay về vũ đạo của em rất là tốt. Xin được cảm ơn lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của ca sĩ Quốc Đại. 9,75. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Xin chúc mừng bạn. Phần dự thi của ca sĩ Tina Ngọc Nữ đã khép lại phần tranh tài của vòng thi đầu tiên. Và vẫn còn một món quà âm nhạc nữa để dành đến tận bây giờ, trước khi chúng ta biết được ai sẽ đoạt giải nhất của vòng 1. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát ngọt ngào đầy tình cảm của giám khảo khách mời.
với một ca khúc đậm đà tình tự phương Nam. Bài hát được mang tên Gửi về nơi cuối đất, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua phần trình diễn của ca sĩ Quốc Đại. Chẳng tình sao mà mười ngón tay hồng vẫn nhớ nhau. Anh không là phu tướng và em không là chính phủ, mà nghe câu én nhạc lìa đôi lòng bỗng dưng xót xa ngâm. Về đây nơi cuối trời tìm nhau, ngàn nhanh sông tiếng em về đâu hỡi em. Em có còn trở về Bạc Liêu, em có còn mơ một tình yêu lấp lánh ánh trăng diệu kỳ. Xin gửi lòng ta về ngàn sông, như sông vàng trôi về biển đông. Một câu hát êm đềm nỗi nhớ mong. Tình sao mà mười ngón tay hồng vẫn nhớ nhau. Anh không là phu tướng và em không là chính phủ, mà nghe câu én nhạc lìa đôi lòng bỗng dưng xót xa ngâm. Đây nơi cuối trời tìm nhau, ngàn
càng nhanh sông tiếng em về đâu hỡi em. Em có còn trở về